nếu mà nói về căng thẳng á, nếu như nó ở một cái mức độ chấp nhận được, nó sẽ là một cái chất xúc tác cũng như một cái động cơ tốt để cho mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, hoặc là mình làm tốt được những cái mà mình đang cần. Nhưng khi nó đến một cái mức cao quá rồi, nó đi qua được, nó qua khỏi cái mức an toàn và nó đến những cái mức phía trên thì nó trở thành những cái mức báo động. Thì lúc đó là mình không còn kiểm soát được nữa. Và khi mà nó đã đi qua khỏi cả cái mức báo động của nó thì nó trở nên đến cái cấp tiếp theo, như là mình đang nói là về rối loạn lo âu, hoặc là cái sự lo âu của mình nó gia tăng. Và từ từ khi mà nó gia tăng mà mình không gọi là mình không kiểm soát, hoặc là mình không giải quyết, không xử lý nó về mặt cảm xúc, về mặt suy nghĩ, mà mình cứ lao theo nó, thì nó sẽ đến một cái cấp rối loạn lo âu. Mình chỉ nghe nói hình như, tức là nó còn có một cái tên, đó là rối loạn thần kinh thực vật. Thì tức là đó là bắt đầu lên đến cái đoạn về thần kinh của chúng ta rồi. Và nếu nó đi vượt qua cái mức đó nữa thì nó trở thành trầm cảm.